Xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lại một tin động trời nữa quý vị ơi. Một thông tin mà chúng ta rất là bất ngờ về quá khứ, lai lịch và tiểu sử nguồn gốc của lão thượng tọa Trân Quang này như thế nào. Qua bài viết hôm nay, một lần nữa chúng ta cũng đã biết, người trong cuộc đã biết rõ tường tận về dĩ vãng quá khứ và lai lịch của Vương Tấn Việt xuất thân từ một gia đình như thế nào. Để đến bây giờ chúng ta mới chứng minh được sự thật không như những gì mà chúng ta nghĩ, phải không quý vị? Đúng, sự thật vẫn là sự thật, nhưng chỉ có đám chúng thanh niên u mê mu muội kia đến bây giờ mới chưa nhìn nhận ra đâu là chân lý, đâu là ánh sáng. Qua bài viết này với nội dung là bí mật động trời về Thích Trân Quang, chúng ta cũng đã phải thấy và rất rõ về tất cả những bí mật sau khi đã bị khai sáng bởi đồ đệ chúng thanh niên và một số nạn nhân, trong đó là có các ni cô Phật tử. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy hàng loạt các báo đài trong thời gian vừa qua đăng tải, kết quả là cơ quan chức năng vô cục lôi sự thật các sai phạm của Vương Tấn Việt từ năm 2018 kể về trước và năm 2018 kể về sau. Tất cả những sai phạm đó đều in dấu trên các mặt báo chính thống mà chúng ta cũng đã từng theo dõi trong mấy ngày qua. Nhưng đệ tử của Phật Quang Quyền thì lại phủ nhận cho đó là thông tin giả, cho đó là tin vịt để hạ bệ sư phụ của mình. Và một lần nữa chúng ta muốn biết thêm chân tướng của sư phụ Quang như thế nào thì qua bài viết này mình xin cập nhật để quý vị có thể thấu hiểu thêm một lần nữa. Bí mật đồng trời của Thích Trân Quang. Ba của Thích Trân Quang là Vương Văn Nghĩa, là một trẻ mồ côi được bên cao đài nhận về nuôi ở Tây Ninh. Kết hôn với bà Nguyễn Thị Hòa, lúc đã quan thì bà Hòa thập tử nhất sinh. Theo lời bà Hòa kể lại, thì bà nhớ một thầy miên về thì chấm lá số tử vi thì biết nguồn gốc của Thích Trân Quang là ở cõi trời tha hóa tự tại. Nhìn cái tay dị dị, phía sau gái có cái u ra một miếng thịt dư, nên sau này đi tu lâu la đệ tử khai rất nhiều, nhưng để ý toàn là tham sân si, có nghĩa là chung một nguồn. Đặc tính của khai là uống nước nhớ nguồn, nên khai khích giảng về ma cõi âm. Khai rất giỏi về tâm lý bịa chuyện, do thầy là người ở trển, vì là thầy gốc Mara nên thầy thích sửa kinh Phật, chế giới, bỏ giới tầm gia. Lúc sinh thầy thì mùi xú quế xông khắp nhà. Ray Nam Mơ thầy, Vương Tấn Dũng, có nghĩa là Dũng Xú, sau này đổi thành Tấn Việt. Ray Nam Mơ thầy trước đây có nghĩa là Vương Tấn Dũng, tức là Dũng Xú, và sau này đổi tên thành là Tấn Việt, và đến bây giờ là Vương Tấn Việt tồn tại trong Phật Quang Quyền. Có một quá khứ ăn chơi dụ dỗ gái nhà lành, đã biết luyện bùa ngải thiên linh cái từ nhỏ. Thầy sinh năm 1960 chứ không phải là ngày 9 tháng 12 năm 1959. Thưa quý vị, một lần nữa đã khơi sáng cho chúng ta biết về lai lịch, nguồn gốc và quá khứ dĩ dãng của lão sư phụ Phật Quang Quyền này, là trước đây là Vương Tấn Dũng chứ không phải là Vương Tấn Việt như ngay bây giờ nghe quý vị. Vương Tấn Dũng này có một nickname quá khứ được bạn bè và những người trước đây đặt tên là như vậy. Vương Tấn Dũng tức là Dũng Xú, sau này mới đổi thành là Tấn Việt. Có một quá khứ ăn chơi dụ dỗ gái nhà lành, đã biết luyện thiên linh cái này, biết luyện bùa ngải từ nhỏ rồi, ghê không quý vị. Như vậy cũng chính từ cái điều này mà đám con nhang đệ tử Phật tử chúng sanh, chúng thanh niên của thầy hơn 32.000 người đã bị bùa mê thuốc lú chứ không phải là bị những lời thuyết giảng ngon ngọt của sư phụ của mình đâu quý vị. Chắc chắn nghe thông tin mà luyện thiên linh cái và bùa ngải này thì chúng ta cũng đã nghe kể qua rất nhiều bài viết. Và bài viết sắp tới mình sẽ cập nhật cho quý vị những ẩn khúc về tâm linh ở nơi chốn Phật Quang Quyền, và bài viết tiếp theo mình sẽ viết bài viết đó. Thầy sinh năm 1960 chứ không phải là ngày 9 tháng 12 năm 1969. Nói chung là chuyện tình trường của thầy khá là đẳng cấp. Thầy ông nội thua xa thầy ha. Từ thời niên thiếu nhờ cây đàn guitar, thầy đã dụ dỗ chiếm cảm tình khá nhiều đàn bà con gái nhà lành và nổi tiếng là kỹ năng lừa lọc.
đến tận bây giờ già rồi thầy vẫn lọc lừa, vẫn lừa đảo. Cả đời thầy sống nhờ lừa đảo. Nhờ anh Quang vào xác nhận thông tin giúp nhé, để xem lần này cơ quan chức năng sẽ làm gì với một chúng sinh có gốc bự ở cõi tha hóa tự tại, vốn dĩ cực kỳ thông minh, nhiều thủ đoạn, thích làm phúc nhưng tâm lại còn tham sân si, để xem luật nhân quả giải quyết ra sao với trường hợp này. Thưa quý vị, một bài viết khá là thú vị, khá là sâu sắc để cho chúng ta thấy thêm một lần nữa. Đây là một luồng khơi sáng cho quá khứ dị dạng về nguồn gốc cũng như là lai lịch của lão thượng tọa trong chốn Phật quan quyền này như thế nào. Tất cả những bài viết, những thông tin trước đây chia sẻ trên mạng xã hội trong lai lịch của sư phụ Vương Tấn Việt này thì không đúng với những gì mà chúng ta thấy. Lão sinh đúng tuổi là năm 1960, đây có thể là người trong cục và là người đã hiểu tận nguồn gốc từ quá khứ, có thể là người đã từng chơi với lão quan này, có thể là người thân hay hoặc là người đã từng cùng sát cánh kề vai với lão thời niên thiếu này, thời trẻ con, cho nên mới biết tường tận được lão là con của ai, rồi sinh thời của lão trong cái quá khứ về cuộc đời của lão như thế nào. Chúng ta thấy rằng là trong bài viết này thì nói rằng là có một người thầy chấm số tử vi cho quan thì biết quan là người ở cõi trên, là tha hóa tự tại. Nhìn cái tay dị dị của quan thì chúng ta biết một cái tay đó không phải là tay của tướng Phật, mà là cái tay của những kẻ mà lọc lừa đấy quý vị, gọi là tay dơi, tay chuột đấy. Phía sau gái của quan thì có âu ra một miếng thịt dư, nên sau này đi tu lâu la đệ tử của thầy rất nhiều, nhưng ít để ý. Và đây là cái cốt lõi để cho chúng ta biết được là thầy có bản chất là tham sân si. Đặc tính của thầy là uống nước nhớ nguồn, cho nên là thầy thường hay giảng về ma, về cõi âm. Thầy rất giỏi về tâm lý, về cõi âm, bìa chuyện, do thầy là người ở trển, có nghĩa là người ở cõi trên đó quý vị. Vì thầy là gốc Mara nên thầy thích sửa kinh Phật, chế giới, bỏ giới tầm gia. Lúc sinh thầy thì mùi xú quế xông khắp nhà. Đây quý vị thấy không, tác giả trong bài viết này có thể là người trong cục, người đã hiểu rõ được tường tận về gốc gác và nguồn gốc của thầy từ trước đến nay. Cho nên cho chúng ta một cái ánh sáng để khơi sáng và để biết thêm một thông tin rất là thú vị và giá trị về thầy Quang là sư phụ của 32.000 chúng thanh niên bây giờ đang u mê lầm lũi và đang thực hiện theo cái lời thề năm xưa của thầy là dù thầy có sai, dù thầy có như thế nào thì các con hãy bảo vệ thầy đến cùng. Dù thầy có lâm nguy bại trận thì các con cũng phải chung vai đấu cật để giúp đỡ, để cứu vớt và đặc biệt là để gánh họa cho thầy. Để cho thầy được ung dung tự tại mà thầy hưởng thụ. Thấy không quý vị? Đó là lời thề năm xưa mà các chúng thanh niên này đã bị thầy, không phải là nhồi nhét mà có thể là bị uống bùa mê thuốc lú từ thiên linh cái và từ bùa ngải. Thầy đã có biệt tài từ trước, là thầy chơi guitar rất giỏi rồi, điều này đúng nghe quý vị. Thầy có biệt tài chính từ cái máu nghệ sĩ này mà thầy đã dụ dỗ biết bao nhiêu là phụ nữ rơi vào trong vòng tay cạm bẫy của thầy để thầy lọc lừa. Và chúng ta thấy rằng là thầy có đẳng cấp về luyện thiên linh cái. Về tâm linh thì thầy rất là rành quý vị nghe. Thầy rất là giỏi bùa phép. Thì nội dung bài viết này sơ sơ thì chúng ta cũng đã thấy rằng là một lần nữa chứng minh về ma thuật và con đường tu hành của thầy không phải là mục đích đạt đến chánh quả để tìm cái sự thanh cao thánh thiệt, thánh thiện của giới nhà Phật. Chính từ điều này mà thầy đã tự cố ý sửa năm giới của nhà Phật. Đấy, quý vị thấy không? Rất là gớm ghê. Cho nên thầy không phải là một tâm của Phật, thầy không có căn duyên về Phật, mà chính mục đích của thầy đi tu là để trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ ở cái thời thầy còn đang tuổi đôi mươi thì chiến tranh xảy ra, lúc đó là tổng động viên, thầy lại tìm con đường đi tu hành để trốn tránh trách nhiệm của mình. Và mục đích tu hành của thầy là để thể hiện quyền uy, thâu tóm quyền lực và tạo ra lối đi riêng cho Phật quan quyền của mình sau này. Đó là mục đích lập ra đạo phái riêng. Cho nên chúng ta bây giờ thấy rằng thầy đã quy tụ hơn 32.000 chúng thanh niên, lập ra được gần 60 đạo tràng. Thì chúng ta thấy rằng là
Điều này nó cũng đi đúng với cái âm mưu thủ đoạn mà đã được người trong cuộc vạch ra. Và hôm nay thêm một bài viết này nữa thì chúng ta đã thấy rõ được thâm căn trong sâu thẳm của thầy là mưu mô, là chiến thuật đã có sẵn. Đấy, một cái tướng số mà ông thầy ngày xưa đã đoán, đã kết luận cho thầy, thì thầy không phải là tướng Phật Pháp mà thầy là tướng lừa dối. Tai của thầy không phải là tai Phật. Phía sau gái của thầy thì có một cái u, cục u đó thì theo tướng Pháp thì người ta nói rằng là lọc lừa, rất là tinh vi, che giấu sự thật đấy quý vị. Và trong bài viết này, với nội dung này thì chúng ta sẽ nghe những người đã xem qua, đã chứng kiến, chứng minh và đã bình luận như thế nào. Có 24 bình luận để mình đọc cho quý vị có thể xem, theo dõi những người này nói gì về chân tướng của sư phụ quan của mình. Không biết trong đây có đệ tử hay không. Tài khoản Hải Nguyễn thì nói rằng kinh tởm mới thèn giả tu. Tài khoản Danh Nguyễn thì nói rằng ghê vậy sao. Tài khoản Mỹ An thì nói rằng vậy mà ông ta dám nhận là có họ hàng với Bác Hồ, chuyện động trời như vậy cũng dám bịa, lừa gạt đại chúng, khoác áo tiến sĩ về quê bác nhận tổ tông, thật là xấu hổ. Đây, chúng ta còn nhớ sau khi nhận bằng tiến sĩ thì ông mang cái áo màu đỏ, mà khi được nhận vinh dự tiến sĩ đấy là ông đi khắp nơi để tự vinh danh cho mình. Nghe thật là xấu hổ, nghe thật là nhục nhã. Có nghĩa ông cho rằng là cái vinh hạnh của ông nhất là lần đầu tiên được đứng lên, được nhận cái bằng tiến sĩ và được mặc cái màu áo đó, là ông cho đó là vinh dự. Nhưng đối với người ta thì rất là tầm thường, cho nên ông mặc đi khoe khắp nơi đó quý vị. Và tài khoản Thanh Trần thì nói rằng quá khứ xấu xa cỡ nào, nếu cải tà quy chính thì đại phúc, còn tật hư không bỏ, giả tính không chừa thì đại họa cho xã hội, cần phải tiêu diệt. Và tiếp theo tài khoản Thạch Tuấn thì nói rằng nói bậy không, cháu ngoan của bác mà xuyên tạc quá. Tài khoản Nguyễn Phan thì nói rằng thằng chân quan này nó luyện bùa, nó mà nói chuyện là bùa lỗ ban, nên công an vào điều tra cho bùa hết hiệu lực nè. Đấy. Tài khoản Quốc Huy thì nói rằng thiên linh cái nghi lắm, vì mê trinh tiết phụ nữ, hắn xây khu vực riêng mục đích hành lạc, dâng trinh tiết cho thiên linh cái, thậm chí có thể giết người để dân nghi ngờ. Thế quý vị, đúng theo nhiều nguồn tin cho rằng là lão này có luyện thiên linh cái cũng có thể. Và chúng ta thấy rằng là lão đi tu nhưng mà lão chưa thoát hết cái trần tục trong cái tội ma tày trời, đó là tà dâm. Chính từ điều này lão đã mắc phải cái bệnh chứng, cái bản chất như thế này, cho nên lão mới tìm cách đổi cái một trong năm giới của nhà Phật, đó là tà dâm, thành không phản bội, để che mắt thiên hạ, để cho các đệ tử quên đi những cái nòng cốt, cái bản chất có trong máu của lão là như vậy đấy quý vị. Cho nên chúng ta thấy đến bây giờ càng soi ra, càng tìm ra thì chúng ta càng thấy rõ thêm chân tướng của lão thượng tọa trong chốn Phật quan quyền này. Không hề đơn giản phải không quý vị? Một con người bình thường nhưng không phải là tầm thường đâu nha quý vị. Rất là dữ, rất là quá trời phải không quý vị? Rồi thưa quý vị và các bạn, đó là một bài viết rất là ngắn gọn nhưng đủ các chi tiết để cho chúng ta soi ra một lần nữa để biết thêm quá khứ dĩ dãng, nguồn gốc và sự xuất hiện về Vương Tấn Việt là từ đâu, con cháu của ai, nguồn gốc của ai, và quá khứ dĩ dãng của Vương Tấn Việt có dơ dáy như chúng ta nghĩ hay không. Đúng là sự thật trong bài viết này đã cho chúng ta thấy một lần nữa để nhìn rõ tường tận sự thật là đúng như bây giờ đấy quý vị ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đoạn thông tin ngắn trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.